ai cũng biết xuất khẩu lao động Hàn Quốc cực kỳ hot và hấp dẫn. Tuy nhiên không phải ai cũng đi được xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Ôi trời ơi. Vậy những trường hợp nào có thể đi được xuất khẩu lao động Hàn Quốc? Thứ nhất, không nằm trong những vùng cấm sau đây: Hải Dương có Chí Linh, Thanh Hóa có Đông Sơn, Hoàng Hóa, Nghệ An thì có Nghi Lộc, Cửa Lò và Hưng Nguyên. Ôi trời ơi. Hà Tĩnh thì có Nghi Xuân và Cẩm Xuyên. Đây là những huyện bị cấm đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc trong năm 2022. Còn năm 2023 có bị cấm hay không thì chúng ta cùng chờ danh sách nhé. Thứ hai, không có người nhà, người thân cùng hộ khẩu đang bất hợp pháp bên Hàn Quốc. Thứ ba, không bị viêm gan B. Thứ tư là những người có khả năng học tiếng Hàn và thi đậu chứng chỉ EPS. Thứ năm là độ tuổi từ 18 đến 39. Thứ sáu, không có tiền án tiền sự và không trong giai đoạn cấm xuất cảnh. Nice. Nếu bạn đáp ứng được những tiêu chí trên thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Còn quy trình đăng ký như nào thì các bạn có thể tham khảo những video trong kênh của Thăng, hoặc các bạn có thể inbox riêng cho Thăng để Thăng có thể tư vấn cho các bạn nhé.